Một thế giới đầy những mạo hiểm giả có một tên yếu kém, dù đã là mạo hiểm giả 10 năm nhưng mà vẫn ở răng đồng. Vào một ngày, anh ấy gặp sự việc khiến mình trở thành một con undead, khiến cho cuộc sống làm mạo hiểm giả đã bị đảo lộn. Liệu anh ta sẽ sống như thế nào thì hãy cùng L tìm hiểu video của ngày hôm nay. Tập 1. Mở đầu phim là một chàng trai đang đi khám phá hang động thì bất ngờ gặp một vật khổng lồ tấn công. Khi tỉnh dậy, toàn thân bị biến thành skeleton, một bộ xương giống như là trong game Minecraft. Người vừa bị biến thành một quái vật là mạo hiểm giả cấp đồng tên là Grand Fina. Vào buổi sáng ngày hôm đó, anh đã dậy sớm và đến hội mạo hiểm để nhận nhiệm vụ. Dù đã là mạo hiểm giả nhiều năm nhưng mà Grand vẫn ở cấp đồng là thứ hạng thấp, vì vậy nên chỉ nhận được những nhiệm vụ cấp thấp. Mà những nhiệm vụ như thế thì tiền thưởng rất ít nhưng mà vẫn đủ cho những sinh hoạt và ăn uống của cậu ta. Mạo hiểm giả thường lập team đi chung với nhau, nhưng Grand thì không sợ vì bản thân mình yếu sẽ làm gánh nặng nên là chỉ hoạt động một mình. Vào ngày hôm đó, Grand khi nhận nhiệm vụ và đến mê cung Thủy Nguyệt, cậu đã phát hiện ra một lối đi bí mật chưa được khám phá. Chỉ cần chạy về báo tin cho hội sẽ được tiền thưởng, nhưng vì sự ngu ngốc của bản thân mà tiếp tục đi khám phá, rồi phải đối đầu với một con rồng và bị biến thành một skeleton. Đó là một quái vật undead. Nhưng mà nó có thể bị tiêu diệt được bằng ma pháp thanh tẩy của nữ tư tế hay là giáo hội. Bị biến thành người xương như vậy khiến cho cậu không thể nào nói chuyện được. Có một skeleton xuất hiện chuẩn bị tấn công cậu. Đang ở hình dạng này khiến cho Ren không thể vung được thanh kiếm để tiêu diệt con quái. Cậu liền nhớ đến khí lực, thứ đều có trong mỗi người và có thể vận dụng nó để tăng sức mạnh để chém đôi con người xương. Đột nhiên cậu hấp thụ được sức mạnh của con người xương ấy, khí lực đã dùng cũng được hồi lại. Lời của bạn từng nói với Ren khiến cho cậu nhớ lại các con quái vật khi sống qua nhiều năm có thể tiến hóa thành loại quái mới. Ví dụ như Skeleton có thể tiến hóa thành Ghoul, một loại quái mạnh hơn, đó còn được gọi là tiến hóa thực thể. Vì vậy, cậu lao vào tấn công tiêu diệt lũ Skeleton để mong có cơ hội tiến hóa thành Ghoul, loại quái có da thịt giống với con người. Trong lúc đang chiến đấu thì ở nhà người bạn của cậu đang chờ cậu về ăn tối chung. Trong mê cung, Ren phải đối đầu với con quái Slam rất là khó nhằn vì không thể dùng được ma pháp để tấn công, nên là đành phải chém vào lõi mới tiêu diệt được nó. Nhưng chỉ cần đúng một lần chém là cậu đã có thể tiêu diệt được. Ở hội mạo hiểm, Salah đang cần sự giúp đỡ của Ren để hướng dẫn cho một mạo hiểm mới vô nghề. Nhưng hiện tại anh không có ở đây nên là cô đã hướng dẫn mạo hiểm trẻ đó đến mê cung Thủy Nguyệt để kiếm tiền trong lúc đợi người hướng dẫn. Ở mê cung, anh trai say 2 của chúng ta đang ngồi trầm tư về cuộc sống vì đã bị biến thành skeleton nên là anh ấy không thể ăn được nhưng có thể sử dụng phép thuật và cả thánh khí dù chỉ là undead tầm thường. Thánh khí là thứ có thể chữa bệnh và hồi phục vết thương, lọc được nước sạch, khiến cho thức ăn đỡ bị ôi thiêu nên rất là tiện lợi. Đã được 10 năm, từ lúc Ren làm mạo hiểm giả chỉ mới vượt qua được cấp sắt lên cấp đồng và chưa có thể tiến xa thêm. Dù không có được khí, phép thuật, thánh khí nhưng cậu vẫn cố gắng suốt 10 năm luyện tập không ngừng. Nhiệm vụ nhỏ cỡ nào cũng làm vì cậu có một ước mơ trở thành một mạo hiểm giả cấp Mithril, là cấp bậc cao hơn cả bạc vàng. Ren Fana nhất định sẽ thực hiện được ước mơ đó. Khi tiêu diệt xong một con Slam thì cơ thể cậu đột nhiên thay đổi. Nó đã tiến hóa thực thể lên Ghoul. Tập 2. Khi tiến hóa thực thể từ Skeleton lên Ghoul, sức mạnh của Ren đã tăng lên và mạnh hơn khi làm người. Cơ thể đã trở nên linh động hơn, ma lực, khí lực, thánh kiếm đều mạnh lên. Khí lực của cậu bây giờ không chỉ có thể dùng lên cơ thể mà còn dùng vào thanh kiếm khiến nó bén hơn được nữa. Bỗng có tiếng động phát ra trong mê cung. Ren chạy tới và phát hiện đó là một cô gái mạo hiểm giả đang chiến đấu với Skeleton. Khi cô bị dồn vào đường cùng thì anh ấy chạy ra tiêu diệt con quái giùm, nhưng lại khiến cô ấy hoảng sợ hơn vì có con quái vật cấp cao hơn xuất hiện. Ren đã cố gắng nói chuyện nhưng mà giọng nói không được dễ nghe cho lắm. Điều này khiến cô gái hoảng sợ vì sợ bị giết. Nhưng khi nghe con quái vật đang cố nói chuyện thì cô cũng bình tĩnh trở lại. Biết được người vừa cứu mình là một mạo hiểm giả, Ren liền đưa tiền và nhờ cô đi mua giùm mình quần áo để che thân vì anh ấy muốn quay trở lại thành phố. Rina Rupagi là tên của cô gái. Và cô đã hứa sẽ mua quần áo và quay lại giúp anh. Rina chạy đến hội mạo hiểm gặp Sela để xin sự giúp đỡ. Ở mặt cung, Ren tiếp tục tiêu diệt những con quái. Bây giờ đám quái ở đây không thể làm khó được anh ấy nữa. Rina trở lại mê cung và đem rất nhiều quần áo đến. Khi anh bận quần áo vô thì chỉ bị lộ mỗi khuôn mặt. Nhưng cô cũng mua cho anh một chiếc mặt nạ. Khi mang chiếc mặt nạ đó vô thì nhận ra nó đã bị nguyền và không thể tháo ra được. Do Rina đã mua nó ở sạp đồ ở chợ. Cô vô cùng xin lỗi Ren, nhưng anh ấy mới là người cảm ơn cô vì đã giúp đỡ mình. Cả hai nhanh chóng rời khỏi mê cung và trên xe ngựa về thành phố. Lúc nói chuyện, thì ra Rina là mạo hiểm giả ở vương đô đến thành phố Mark vì ở vương đô có nhiều mạo hiểm giả rất giỏi. Và ở đó cũng có nhiều nhiệm vụ khó nên là cô đã đến thành phố này để trở thành mạo hiểm giả vì có nhiệm vụ dễ hơn cho người mới như cô bắt đầu.
Đến được thành phố, Ren đã cảm ơn Rina và định đánh bài chuông vì sợ mình đi chung với cô sẽ rất là rắc rối khi mà mọi người biết anh là quái vật. Nhưng mà cô ấy nói anh là cứ đi chung và sẽ có cách giải quyết. Khi đi qua những quân lính, vì thấy anh trông lạ quá, hắn đã kêu anh cởi mặt nạ ra để hắn kiểm tra. Rina đã nói dối rằng anh ấy bị dính lời nguyền nên là không thể cởi mặt nạ ra được. Và tên lính đã kiểm tra thử, không thể tháo ra được nên là hắn đã tin và cho họ qua. Khi qua tới cổng thành, Rina định hỏi anh sẽ làm gì nhưng Ren chơi bài chuồng lẹ thiệt, khiến cho cô không nhận ra là anh đã đi từ lúc nào. Bà bắt đầu lo lắng và đi kiếm, nhưng mà đang thân phận như vậy, anh biết mình không nên đi chung với Rina nên là mới tách ra. Ren về nhà và gặp lại cô bạn Clorane đang ngủ. Cậu kêu cô ấy dậy và khiến cô bất ngờ vì mình biến thành một bộ dạng như thế này đây. Tập 3. Khi Lorena tỉnh dậy thì biết được Ren đã bị biến thành Undead khiến cho cô không tin vì chưa có ai bị rồng ăn thịt mà còn sống và biến thành quái vật cả. Cô liền hỏi anh có phải là quái vật giả dạng Ren Fina hay không? Câu trả lời không biết khiến cho cô tin người trước mặt là người bạn thân thiết của mình. Vì biến thành hình dạng này khiến cậu không thể đến hội để nhận nhiệm vụ và bán vật phẩm sau đó trở về trọ được nên là phải nhờ Lorena giúp đỡ cho ở ké và nhận nhiệm vụ giúp. Nhưng với điều kiện là cô ấy được nghiên cứu cơ thể bị hóa thành quái vật của cậu. Sáng hôm sau khi Lorena đến mà hội mạo hiểm, bán được rất nhiều tiền từ những vật phẩm mà Ren đã thu thập được trong mê cung. Cậu liền cầm số tiền đó xuống phố đến nhà thợ rèn để mua một thanh kiếm mới. Khi đi trên phố, nhiều người nhìn vì sợ vẻ ngoài kỳ lạ của anh. Khi đến tiệm rèn để sửa lại thanh kiếm cũ thành một thanh kiếm mới, người chủ tiệm đã coi qua thanh kiếm, biết là anh là người dùng kiếm cẩn thận có thể dùng được ma lực với khí, thánh khí. Cô rất bất ngờ khi biết anh là người thứ hai tới tiệm mà có thể sử dụng cả ba. Ren nhờ cô giữ giùm bí mật vì anh không muốn nó lộ ra ngoài. Với số tiền vừa được Chloe mang về, anh có thể có được một thanh kiếm tốt từ Chloe, chồng của cô chủ tiệm làm ra. Ở nhà, Chloe đang đọc sách tìm hiểu về việc Ren bị biến thành quái vật. Theo thông tin có được thì chưa từng có ai giữ được lý trí ký ức khi mà bị biến thành quái vật như vậy. Cô nhớ về 10 năm trước khi cô mới đến thị trấn để nhận nhiệm vụ mạo hiểm thì đã gặp được Ren. Lúc đó anh chỉ mới là mạo hiểm giả cấp sắt, xin đi theo cô làm người vét đồ để lấy thêm kinh nghiệm. Khi đến nơi để thu thập dược liệu, cô rất khó khăn để tìm được, nhưng mà anh ta lại tìm được rất nhiều. Khi có quái vật tới tấn công, anh ấy cũng đứng ra bảo vệ cô và cùng cô tiêu diệt con quái vật. Vì hội mạo hiểm sợ cô là con gái đi một mình gặp nguy hiểm nên đã cử Ren đi chung để bảo vệ cho cô. Kể từ lúc đó, cô và Ren đã làm bạn bè với nhau tới bây giờ là đã hơn 10 năm. Ở chỗ thợ rèn, Clover với vợ được Ren cảm ơn vì đã nhận làm kiếm giúp mình. Sau khi bắt tay, anh nhanh chân rời đi nhưng mà Clover và vợ đã biết người đến làm kiếm là Ren đã bị dính lời nguyền. Họ rất lo nhưng mà cũng vui vì anh vẫn còn sống và nhớ đến họ. Khi đến mọi cung để tiêu diệt quái để có thể tiến hóa thực thể thì Ren đã cứu một mạo hiểm giả mới gia nhập. Ông ấy xin được lập tổ đội với anh vì bản thân còn quá yếu vì ổng làm đầu bếp có tiệm ăn ở Mát. Nhưng vì dính cô vợ nên là phải đi đăng ký làm mạo hiểm giả để kiếm tiền trả nợ. Vì thấy hoàn cảnh tội nghiệp nên Ren đã cho máy đi theo để vét đồ phụ. Khi đến lối đi bí mật lần trước con rồng đã không còn ở đó, nhưng mà họ đã kiếm được một lối đi bí mật khác. Khi đi vào vì không cẩn thận nên là ông chú đã bị dính vô bẫy pháp dịch chuyển sang một nơi khác. Ren thấy thế liền nhảy đến bẫy để cứu ông chú thì được dẫn đến một tầng sâu hơn với con chùm là một con Giant Skeleton. Tập 4. Khi bị dịch chuyển đến phòng con boss, Ren phải chiến đấu một mình vì ông chú đã nằm bất tỉnh. Sau nhiều lần cố gắng né đòn và tấn công vào chân của nó nhưng mà không thành công vì xương của con quái quá cứng, anh liền sử dụng thánh khí vào thanh kiếm tăng sức mạnh rồi nhanh chóng tiêu diệt được con người xương khổng lồ. Khi tiêu diệt con chùm trong phòng, anh liền chạy tới người đồng đội xài thánh khí và chữa trị cho anh ta. Lúc tỉnh dậy, anh ta đã bất ngờ vì một mình Ren đã đánh bại được con chùm và còn lấy được một viên ma thạch rất lớn. Cậu sẽ tặng viên ma thạch này cho chàng trai này để ổng cứu lấy nhà hàng. Đổi lại, anh ta sẽ thay Ren nhận nhiệm vụ ở hội, đi mua đồ giúp và cuối cùng là cho nó ăn free ở quán. Về đến thành phố, người vợ của ông đầu bếp đã rất vui mừng khi thấy ông chồng mình về. Ông ta đã kể cho cô vợ nghe việc ở mê cung và cả hai vợ chồng cùng cảm ơn Ren. Người chồng đầu bếp quán ăn xích Long Đình tên là Chloric, còn người vợ tên là Isabel. Ren cũng giới thiệu tên mình và kêu họ giữ bí mật rồi về nhà. Trên đường về, anh dường như bị thứ gì đó kiểm soát, dần không thể làm chủ cơ thể. Về đến nhà khi gặp Lorena, anh đã chạy lại ôm cô ấy rồi cơn thú tính trong cơ thể trỗi dậy cắn cô một phát, khiến cho bà bất ngờ sử dụng thần chú đánh ngất cậu. Lúc tỉnh dậy, Ren đã tỉnh táo hơn và nhớ chuyện mình vừa gây ra liền lập tức xin lỗi Clorana. Cô chấp nhận lời xin lỗi và hỏi khi ở mê cung đã xảy ra chuyện gì thì anh đã trả lời trong mê cung anh bị hấp dẫn bởi vết thương của Chloric, nhưng vẫn kiềm chế được. Cho đến khi về tới nhà thì không thể nên là mới gây ra vết thương cho cô. Ren nhanh chóng chữa lành vết thương bằng thánh khí, khiến cho bà bất ngờ vì cậu có thể sử dụng thánh khí chữa lành không để lại một vết sẹo nào. Sau một hồi,
Ren cũng nhận ra chiếc mặt nạ mình đang đeo có thể biến hình theo suy nghĩ của chủ nhân, có thể che mặt hoặc là che mắt, nhưng vẫn không thể tháo ra. Đến lúc hiện tại, Lorena nhận ra cậu đã nói chuyện lưu loát hơn. Hiện tại thì cậu bạn này tiến hóa thực thể vượt qua Go, đó là thi quỷ, một dạng cấp thấp của Macaron. Cô giải thích vì lúc đầu Grant bị biến thành Keleton, sau đó khi tiến hóa thực thể, cậu ta lại muốn biến thành hình dạng càng giống con người, nên là việc tiến hóa thực thể sẽ biến thành những loài vật giống gần như là con người theo ý muốn của cậu ta. Vì vậy, chỉ cần tiêu diệt nhiều con quái vật là Grant sẽ có cơ hội biến thành con người. Lorena liền muốn tiến hành nghiên cứu để có thêm thông tin, nhưng mà thằng này nó không có chịu. Sáng hôm sau, cậu đến tiệm rèn để đưa lại thanh kiếm cho Clobe. Ông ấy rất tức giận vì thanh kiếm đã bị hư hỏng nặng do cậu truyền thánh khí vào thanh kiếm khiến nó không thể chịu đựng được. Thanh kiếm của Ren chưa làm xong nên là Clobe đành cho cậu mượn một thanh kiếm khác nhưng sẽ mạnh hơn. Thứ năm, Lorena mang cho Ren vài liều thuốc uống để nghiên cứu nhưng mà thuốc độc gần như không có tác dụng. Thuốc hồi máu với tăng sức mạnh lại có thể tác động lên cơ thể của cậu. Lúc tiến hóa thực thể thành thi quỷ, Ren đã không cảm thấy buồn ngủ, thậm chí là không ngủ cũng không sao, nhưng mà lại có cảm giác đói, thèm khát máu người. Vì vậy, Lorena đã đưa cho cậu một lọ chứa máu của cô ấy vì sợ Ren không giữ được bình tĩnh mà làm hại người khác. Chỉ cần một giọt máu đã khiến cho Ren hết cơn thèm khát. Ren định đến hội mạo hiểm để xin nhận nhiệm vụ nhưng mà Lorena lại không cho vì hiện tại nếu mà cậu tới hội mạo hiểm nhận nhiệm vụ sẽ làm rộ việc Ren đã bị biến thành quái vật. Cho nên là nên đi đăng ký làm mạo hiểm giả mới đi. Khi tới hội mạo hiểm, cậu đến gặp Sela để xin đăng ký làm mạo hiểm giả. Thông tin đăng ký, cô thấy tên rất giống với Ren Fana. Thật ra, nó đặt tên là Ren Vivia nên là bà hiểu lầm vì lâu ngày rồi mà Ren chưa đi làm nhiệm vụ, khiến cho bà lo lắng. Nhưng thằng đó đang đứng trước mặt đây nè. Nhận được thẻ mạo hiểm giả cấp sắt, cậu liền chạy tới Mekong để khám phá khu vực bí ẩn ngày hôm qua. Ở Mekong có hai người đang phối hợp với nhau để tiêu diệt một con quái. Ren liền rời đi vì sợ có nhiều người đến đây thì chỗ bí ẩn đó sẽ bị phát hiện. Khi đến chỗ cái bẫy dịch chuyển, cậu sang một căn phòng. Ở đây có dấu hiệu đã có người từng ở trong một Mekong mà lại có một căn phòng như vậy làm cho cậu bất ngờ. Trên giường thì có một cái xác. Cậu đến kiểm tra thì có một cô gái xuất hiện liền hỏi cậu đang làm gì ở đây khiến cho Ren bất ngờ. Anh trả lời mình chỉ đang tìm hiểu ở đây có gì không thôi. Thế là bà liền sử dụng phép thuật tấn công Ren làm cho cậu bị hất văng vô tường. Sức mạnh của cô ấy quá áp đảo nhưng mà khi thấy được cơ thể của Ren, biết anh là người bị biến thành quái vật nên là cô đã xin lỗi và cho một cái áo choàng vì đã thiêu cháy áo của ổng khi nãy. Sau đó cô tặng cho cậu bản đồ Akasa có thể lưu lại đường đi của các mê cung mà chủ sở hữu từng đi qua. Những món đồ đó là sự trao đổi để Ren không được nói với ai về nơi này vì đây là chỗ quan trọng của cô ấy và cậu đã được đưa trở về trước mê cung. Về tới nhà, Ren kể cho Lorena nghe chuyện anh vừa gặp với những món quà. Tấm bản đồ Akasa có thể hiện đường đi trong mê cung thủy nguyệt. Nó còn có thể phát hiện người ở trong mê cung, như là hai anh em mà Ren đã gặp từ lúc vào mê cung còn hiện tên của họ ở đây là Rai và Laura. Còn cái áo choàng là hàng xịn có thể kháng ma pháp. Ren trở lại mê cung muốn vô chỗ đó một lần nữa để nói chuyện với cô gái đó nhưng mà lối đi không thể đi được nữa. Tập 6. Khi mà cậu hoàn thành xong nhiệm vụ thì Sela đã đưa cho anh một cuộn giấy tham gia kỳ thi thăng cấp mạo hiểm. Có thể nói Ren là người đầu tiên được tiến cử lên cấp rất nhanh. Về nhà nói chuyện với Lorena về chuyện khi nãy, cô không có gì bất ngờ vì với sức mạnh này thì anh đã vượt xa cấp sắt lắm rồi. Khi biết ổng đặt tên hội mạo hiểm là họ của Vivia khiến cho bà bất ngờ. Ren chỉ giải thích là vì đang ở nhờ nhà cô không muốn người khác nghĩ xấu về Lorena nên là đặt theo họ để cho mọi người nghĩ cả hai là họ hàng. Qua ngày hôm sau, Ren đến với hội mạo hiểm để tham gia thăng cấp. Có hai người trẻ mà hôm qua anh gặp là Rai và Laura cũng tham gia. Sau khi vượt qua được vòng thi kiến thức đến vòng thi thực hành phải bắt cặp đồng đội với nhau. Ren được bắt cặp chung với Rai và Laura thành nhóm 3 người. Bọn họ cần phải đến căn phòng được đánh dấu trên bản đồ ở Mê Cung Tân Nguyệt để hoàn thành nhiệm vụ. Khi đến Mê Cung, Ren liền đi mua tấm bản đồ mới vì tấm bản đồ mà họ phát đã cũ quá rồi. Và do không có tiền nên là ổng chỉ có thể mua được bản đồ của tầng 1. Có được tấm bản đồ, họ mới phát hiện ra được những lối đi tắt và những lối đi có bẫy khiến cho Rai với Laura bất ngờ. Khi vô mê cung, cả nhóm gặp những con quái rồi nhanh chóng tiêu diệt. Đi được một hồi, Ren phát hiện có người đặt bẫy. Những con ma vật không thể thông minh như vậy, đây chắc chắn là do con người làm. Anh xung phong đi trước để bảo vệ hai người còn lại. Đột nhiên, một tên xông ra tấn công nhưng mà Ren đã đỡ được và nhường tên đó lại cho Laura với Rai, còn anh thì chạy ra phía sau giải quyết tên cầm cung với tên pháp sư. Rai phối hợp với Laura tấn công khiến cho tên cầm kiếm bất tỉnh, còn hai tên kia cũng được anh giải quyết. Chói chúng lại,
Rand đã biết được đây là người của hội mạo hiểm để tạo độ khó cho cuộc thi. Với sức mạnh này thì vô tình Rand đã làm cho ban tổ chức nghi ngờ về thân phận của mình, tại sao một tân binh lại mạnh như vậy. Ở hội mạo hiểm, ngài trưởng hội cũng đã thắc mắc với Sela về thân phận thật sự của Rand. Một người lạ mặt đến thành phố đăng ký làm mạo hiểm giả với một sức mạnh bất thường khiến cho ông ấy nghi ngờ và yêu cầu cô để ý đến anh ta. Quay trở lại mê cung, nhóm của Rand đã tới được căn phòng được đánh dấu. Nhưng mà đây là phòng của Trùm khiến cho Rai với Laura còn hơi sợ. Có một nhóm cũng mới đến được đây, họ xung phong đi vô trước và nhanh chóng bị đánh bại. Điều này đã làm cho Rai sợ hãi muốn bỏ cuộc, nhưng vì ước mơ trở thành một mạo hiểm giả giỏi nhất nên là cậu ấy không bỏ cuộc và muốn đi tiếp. Cả nhóm sau đó cùng nhau bước vào căn phòng để khiêu chiến với con Trùm. Tập 7. Khi bước vào căn phòng, con Trùm là một con slime khổng lồ. Rai xung phong tấn công gây sự chú ý. Laura sẽ tập trung ma lực để xài chiêu hỏa cầu cấp cao để tiêu diệt nó. Rand đứng bảo vệ Laura. Khi Rai gặp rắc rối, anh đã lao vào cứu cậu. Kế đó, Laura đã tung chiêu tiêu diệt được con quái vật. Rand liền lấy chai ra thu thập tinh chất slime để kiếm thêm tiền vì tinh chất slime khổng lồ bán rất được giá. Cả nhóm đang thu thập thì một nhóm khác tranh cơ hội chạy đi trước, nhưng họ đã dính bẫy của hội mạo hiểm, không phải lúc nào đi trước cũng an toàn đâu nha. Đến được nơi, cả nhóm được nhận thẻ cấp đồng, chỉ cần đi về đưa cho hiệp hội sẽ được tăng cấp. Rand dẫn cả nhóm đi xuống tầng 2 của mê cung. Đi tới nơi, Rai với Laura bất ngờ vì ở đây có cả một hệ sinh thái tươi tốt ở dưới mặt đất. Rai hứng thú đòi khám phá nhưng mà Rand không cho vì quá nguy hiểm. Về đến hiệp hội, họ nộp tấm thẻ cho Sela và được tăng cấp lên mạo hiểm giả cấp đồng. Trong cuộc thi, mọi hành động của nhóm đã được người hiệp hội quan sát. Họ có đủ năng lực với đạo đức để thăng cấp. Rai và Laura rất vui mừng, cảm ơn Rand vì ngày hôm nay đã chỉ dạy. Nếu có cơ hội thì sẽ muốn hợp tác với anh một lần nữa. Sarah bất ngờ hỏi Rand về thân phận thật của anh. Cô cũng đã nhận ra. Cô dắt cậu đến một căn phòng và nói chuyện riêng. Cô ấy còn đem ra một tờ kế ước để ký với cậu rằng mình sẽ không tiết lộ với bất cứ ai, nếu nói ra sẽ bị trừng phạt. Rand bất ngờ vì Sarah làm vậy. Cậu liền kể hết mọi chuyện về việc bị biến thành Undead nên là mới phải đăng ký làm mạo hiểm giả với tên khác. Sarah rất lo lắng với việc anh bị biến thành Undead. Cô hứa sẽ giúp cậu trở lại bình thường. Tối đó, Rand dẫn Sela về nhà gặp Lorena để nói chuyện. Biết được Rand đã kể hết mọi chuyện cho Sela nên là bà học giả này hăm dọa sẽ biến cô ấy thành quái vật như ổng. Nhưng mà bà không có chút nào là sợ hãi vì biết Lorena là một học giả hiền lành tốt bụng. Vì tối quá nên Sela ở lại ăn cơm chung. Đồ ăn Rand nấu rất ngon nhưng mà anh lại không thể ăn được. Thay vào đó là uống một giọt máu là đã no. Cô kể lại chuyện Rand được hội mạo hiểm chú ý đến vì cậu là lính mới nhưng lại rất giỏi nên là bị nghi ngờ về thân phận. Trong vương quốc có nhiều mạo hiểm giả mất tích không rõ tung tích nên là nhiều kẻ ghen ghét đã đổ thừa cho cậu là thủ phạm. Vì thế, Rand đã quyết định không đi mê cung trong 4 ngày để ít nổi bật lại. Sáng hôm sau, khi mà Sela đang nói chuyện với hội trưởng về những người đã đậu kỳ thi, trong đó có Rand, Vivia, thì cô bảo anh ấy là một người tốt khiến hội trưởng bất ngờ về thân phận của Rand. Tập 8. Vừa sáng sớm, Rand đã đi ra ngoài để đến tiệm vũ khí lấy thanh gươm đã được đặt từ trước đó. Thanh kiếm nó rất là hợp ý cậu vì có thể sử dụng được ma lực, khí lực, kể cả thánh khí. Rand liền thử kết hợp cả ba lại với nhau nhưng mà Chloe không chịu và đưa anh thanh kiếm khác vì chiêu này có thể làm hư thanh kiếm mới. Cậu dùng cả ba loại sức mạnh lên thanh kiếm chém vào khúc gỗ khiến nó bị biến dạng thành hình cầu, còn thanh kiếm thì đã tan biến. Khi lấy được kiếm đang trên đường về, cậu gặp một chàng trai đang định nhờ một mạo hiểm giả một nhiệm vụ nhưng mà anh ta không chịu, còn định đập chàng trai đó. Rand xuống hiện trường để ngăn cản lại và nhận nhiệm vụ thay. Rentus muốn nhờ cậu tiêu diệt giùm chúa hồ ở làng mình vì ngày xưa người dân có phong tục hiến tế một cô gái trẻ đẹp cho chúa hồ để được bảo vệ. Nhưng dạo gần đây thì chúa hồ đã trở nên tức giận và can đôi nhiều người hiến tế hơn. Người bị hiến tế tiếp theo là em gái của chàng trai đó nên là anh ta mới đi nhờ các mạo hiểm giả giúp đỡ mình. Rand đã đến làng cùng với Rentus để giúp đỡ. Khi về tới nhà, cô em gái Amerit đã ra ngăn cản vì sợ những mạo hiểm giả ở thành phố đang dụ dỗ lừa tiền anh mình. Nhưng Rientus đã giải thích với cô, Rand là người tốt nên đã mời anh vô nhà. Sáng hôm sau, cậu đi xung quanh hồ để khảo sát và nói chuyện với một vài người thương buôn. Vì do chúa hồ quấy phá nên là họ cũng không buôn bán được gì. Rientus hỏi anh đã chuẩn bị gì chưa vì buổi tối Amerit sẽ được đưa đi hiến tế. Vào tối đó, lúc đang chuẩn bị trang phục cho Amerit, bà đã nói rằng Rientus đã có ý định đưa cô bỏ trốn. Người anh đã cố gắng khuyên mọi người bỏ phong tục này đi nhưng mà không ai chịu nghe khiến cho Amerit khóc. Nhưng vì dân làng nên là em ấy quyết định hy sinh. Lúc sau, Rand đến gặp Amerit và nói hãy phản kháng lại vì Amerit là người thân của Rientus nên hãy phản kháng lại, dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhất. Rand nhất định sẽ cứu em dù bất cứ giá nào. Buổi hiến tế bắt đầu. Trên thuyền, Rand đưa Amerit ra giữa hồ thì bỗng có sương mù, một con quái vật hiện lên và đó là Raken.
loài ma vật chỉ sống dưới biển. Nó tung quả cầu lửa vào tấn công nhưng mà cậu đã đỡ được và nhanh chóng nhảy xuống nước. Cũng hên là đứng được trên mặt nước nhờ ma cụ mà Lorraine đưa cho, sau đó thì tấn công. Nhưng mà con quái chỉ là hình ảnh do đám người thương buôn làm ra, nên là Ren đã cho chúng một bài học vì dám làm chuyện ác. Mọi chuyện bại lộ, bọn này bị bắt và chúng đã khai ra đã đóng giả làm chúa hồ để bắt các cô gái đem bán qua nước ngoài. Họ vẫn còn sống và đang ở một ngôi nhà bên hồ. Ren nhận được sự cảm ơn từ Riontes và Amirik. Họ rất vui khi mà cậu nhận lời giúp đỡ mình. Amirik liền chạy lại hôn lên má của Ren một cái thay cho lời cảm ơn. Tập 9, Ren đến hội mạo hiểm để kiếm nhiệm vụ ở trước bản yêu cầu. Cậu thấy một cái nhiệm vụ tìm một long huyết hoa. Khi đến nơi nhận nhiệm vụ là một cô nhi viện. Cậu gõ cửa thì một cô gái mở cửa và kêu hãy quay trở lại vào ngày khác. Ren nói mình là người của hội mạo hiểm đến nhận nhiệm vụ thì cô đã mời cậu vào. Những đứa trẻ trong cô nhi viện rất là thích Ren vì chúng chưa bao giờ gặp mạo hiểm giả cả. Và thằng này nó cũng đang ăn bận rất là ngầu nên là được chú ý. Cô bé Aliza là người đã gửi ủy thác, nhưng long huyết hoa là một loại hoa rất khó tìm. Nó chỉ mọc trong đầm lầy chứa độc rất là khó kiếm và giá thành cũng rất chi là đắt. Ren muốn biết lý do thực sự cô muốn nó là gì. Aliza dẫn Ren đến gặp sơ của tu viện là Lillian, người đã nhận nuôi những đứa trẻ trong cô nhi viện. Nhưng hiện tại sơ đang bị bệnh, nhưng mà vẫn cảm ơn anh vì đã đến đây nhận nhiệm vụ tiêu diệt ma vật giùm tu viện. Aliza mới kể đầu đuôi sự việc là sơ Lillian đang bị bệnh tích tụ tà khí. Đây là bệnh thường xảy ra với người sử dụng thánh khí không đủ mạnh thì sẽ bị tổn hại đến cơ thể. Muốn trị thì phải dùng đến long huyết hoa để chế ra một loại thuốc đặc biệt. Sau khi nghe câu chuyện, Ren đồng ý nhận ủy thác này không phải vì tiền mà là muốn giúp đỡ cho cô nhi viện. Nhiệm vụ đầu tiên là xuống dưới tầng hầm của cô nhi viện tiêu diệt ma vật xuất hiện. Vừa đi xuống thì một đàn ma vật Bocchisuri hiện ra. Chúng là những con chuột ma vật. Con đầu đàn nhảy lên tới con Ren nhưng mà cậu đã đỡ được và tiêu diệt nó. Nhưng mà con Bocchisuri này không chết mà đã biến thành một con bét đi theo cậu. Về đến nhà, Lorena rất bất ngờ vì có con chuột trên vai ông Ren. Ông giải thích là nó trở thành bạn lúc bị ổng tiêu diệt á. Cậu đã xin bà bạn mình là cho mình nuôi và cũng hên là bà đồng ý. Nhưng mà phải đóng tiền thuê nhà cho hai người bằng cách là Lorena nghiên cứu xác thịt. Lorena tìm hiểu thì mới biết nó cũng thích ăn máu con người giống Ren. Đúng là cha nào con nấy. Cô đã đặt tên cho nó là Adol. Vào buổi tối, Ren đang chuẩn bị tinh thần để đến đầm lầy Tarakwe để kiếm long huyết hoa thì Lorena bước vào phòng rủ anh ra ăn vì cô đã nấu xong. Lúc thưởng thức đồ ăn do người bạn mình nấu thì cậu đã có thể cảm nhận lại được vị ngon của nó. Vì bà này đã thêm một ít máu của mình vào nên là vì vậy mới thấy ngon. Lorena khuyên Ren nên cẩn thận vì đầm lầy Tarakwe rất nguy hiểm và có độc. Nhưng là một undead nên là không có sợ độc gì hết. Đi đến đầm lầy, Ren liền gặp phải một đám quái vật tự nhiên và nhanh chóng tiêu diệt nó. Đi qua một cây cầu, bỗng nhiên Ren bị rơi xuống nước nhưng mà Adol đã nhảy ra được và cười vô mặt cậu. Con quái vật Tarakwe xuất hiện và tấn công cả hai. Lớp da của nó rất dày, không thể chém xuyên qua được. Nhưng mà Adol đã xài thánh khí để tấn công và có hiệu quả. Ren liền sử dụng thánh khí tấn công theo và tiêu diệt được con quái vật. Đến chỗ đầm nước, rất nhiều hoa long huyết chảo mọc ở đây. Ren định hái về nhưng mà có một kẻ xuất hiện sau lưng, khiến cho cậu phải cảnh giác. Tập 10. Người đàn ông đó không có ý gây hại cho cậu mà chỉ muốn thu nhập hoa long huyết chảo mà thôi. Nhưng mà đầm lầy này có rất nhiều quái mạnh, có cả loại có độc. Nhưng mà anh ta chỉ đi có một mình khiến cho Ren thắc mắc. Anh trai đó tên là Isaac, đến đây là để thu thập long huyết chảo cho chủ nhân. Anh ấy có thể vượt qua được đầm lầy nhiều quái do đã có chuẩn bị nước thánh và mề đai chống độc. Isaac thấy Ren là mạo hiểm giả thì hỏi cậu có nhận ủy thác không vì anh ta đang cần một người giao long huyết chảo cho mình trong thời gian tới. Nhưng Ren đã từ chối rồi hái hoa đi về. Về tới hội mạo hiểm, Ren nhờ Sela dẫn đến nhà người thợ mổ thịt vì cậu đã tiêu diệt được một con Starkware đem về. Đến nhà người thợ mổ thịt tên là Tario, anh ấy đã rất bất ngờ khi mà con quái Ren mang về rất lớn và không bị hư hại phần thân nào, thịt này bán thì sẽ rất được giá. Sáng hôm sau, Ren đến cô nhi viện để gặp Aliza để đưa cho cô hoa long huyết chảo nhằm chữa trị cho sơ Lillian. Nhưng mà ông liệu trị sư lại cần nhiều hơn để chữa trị cho nhiều người nên là Ren đã cho ông hết số hoa mà cậu đã hái. Aliza cảm ơn cậu rất nhiều vì đã nhận nhiệm vụ và hoàn thành nó. Lúc đầu cô tưởng sẽ không ai nhận nhiệm vụ vì tiền thưởng ít nên là cô đã có ý định trở thành mạo hiểm giả để đi kiếm hoa. Nhưng mà nhờ có Ren nên là giờ đây bà lại muốn trở thành một mạo hiểm giả giống như cậu. Ren nói là sẽ giúp cho cô học phép thuật từ một người bạn. Chừng nào trở thành mạo hiểm giả kiếm tiền báo đáp ân tình lại cũng được. Điều này khiến cô ấy cảm động và cảm ơn cậu rất nhiều. Về đến nhà ngồi ăn tối cùng với Lorena. Bà này đã đồng ý dạy phép thuật cho Aliza, nhưng mà thằng Ren lỡ chơi bả già, mém xíu nữa là bị cho bả ăn nguyên combo lời nguyền. Đúng là cái miệng hại cái thân.
Sáng hôm sau, Ren đi đến hội mạo hiểm rất sớm. Chị Sela đã kêu anh vào nói chuyện. Có một ủy thác đến từ gia tộc Clawtour. Đây là một gia tộc từ lâu đời ở Mars. Những đời hội trưởng được dặn là không được làm buồn phiền gia tộc này. Ủy thác này do Isaac gửi đến riêng cho Ren nên là cậu đã đồng ý nhận lời. Đến cửa nhà Clawtour, Ren phải đi qua mê cung mới đến được dinh thự. Nơi đây có một người lính canh gác. Ông ấy bảo đây là lối duy nhất để vào dinh thự, đó là phải vượt qua được mê cung. Nếu vượt qua được, sẽ được chủ nhân thưởng cho một món đạo cụ khiến Ren vui mừng. Người lính cho anh một lời khuyên, đó là đừng tin vào mặt trời. Lúc bước vào mê cung, càng đi thì càng bị mất phương hướng. Khi lấy tấm bản đồ ra xem, nó không hiện đường nên là cậu chỉ có thể tiếp tục đi tiếp. Tầm 11, Ren thấy một cô gái đang ngồi uống trà. Cô ta mời cậu vào uống. Bình trà thì chỉ cần đổ nước vào, không cần cho trà, vì đây là một ma cụ. Nếu nó mà được đem bán sẽ có giá 300 đồng bạch kim, khiến cho Ren bất ngờ. Chỉ một đồng bạch kim thôi là đủ sống cả đời rồi, nhưng mà bình trà này lại có giá 300 đồng. Chắc bình trà này là của chú Thái Công bán á. Lúc uống thử trà, trà rất ngon, nhưng mà cô gái lại muốn mua lại chiếc mặt nạ của cậu. Vì nó cũng là một ma cụ thú vị, nhưng chiếc mặt nạ Ren không thể bán được vì nó đã bị nguyền rủa. Cô gái đã cho Ren lời khuyên là đừng tin vào mặt trời trước khi cậu rời đi. Đi tiếp một đoạn, mặt trời đã biến mất. Cậu liền lấy một viên đá ném thì viên đá cũng biến mất. Có lẽ đây là ma pháp dịch chuyển nên là không thể tìm lối ra. Khi trời tối, cậu đã đến được dinh thự Isaac và cô gái lúc nãy đã đứng đợi Ren. Cô gái đó chính là chủ nhân của dinh thự tên là Clara Clawtour. Hỏi về phần thưởng khi chinh phục được mê cung, Clara liền dẫn Ren đi chọn ma cụ. Gia tộc Clawtour có sở thích sưu tầm ma cụ nên là cậu muốn xin cái ma cụ tạo ra mê cung lúc nãy nhưng mà bả không có cho. Khi được dẫn xuống kho chứa ma cụ, Ren được thỏa thích chọn một món trong đây vì đây là phần thưởng cho việc vượt qua được mê cung. Clara giới thiệu một món ma cụ nhìn giống như là chiếc tàu bay được sử dụng ở phía Tây. Tuy đây chỉ là phiên bản nhỏ hơn nhưng mà nó được điều khiển bằng remote sẽ tốn ma lực và còn có thể kết nối tâm trí với người điều khiển để có thể quan sát khiến cho Ren bất ngờ. Cái này có thể dùng để trinh thám đây nè. Clara nói rằng tàu bay ở phía Tây xuất phát từ ma cụ này. Con người đã nghiên cứu và phát triển nó để có thể chở người. Ren định chọn chiếc tàu bay này nhưng mà vẫn còn nhiều ma cụ khác. Laura tiếp tục dẫn nó đi coi tiếp, thế nhưng thằng chả đã lỡ tay triệu hồi quái vật Golem trong đám ma cụ. Clara kêu Isaac đi kiếm đồ hủy lệnh triệu hồi. Golem tấn công Ren, bắt buộc phải chống đỡ cho đến khi Isaac kiếm ra đồ hủy lệnh. Vừa hỏi Laura là bị hư có sao không, bà trả lời hông một cái là nó xách kiếm ra tấn công con Golem liền. Đang tính dùng chiêu ma khí kết hợp để tấn công thì Isaac đã kiếm ra được đồ hủy lệnh. Clara tiếp tục dẫn Ren đi chọn ma cụ và không cần quan tâm bãi chiến trường này. Xíu nữa, tự có người dọn. Lúc này có một lọ máu đã thu hút Ren. Clara nói đó là máu của Vampire. Có nhiều lời đồn rằng nếu uống nó sẽ biến thành Vampire, nhưng nhiều sử sách ghi chép lại rằng đã có nhiều người uống máu nhưng mà tất cả đều đã chết. Về nhà, món ma cụ mà cậu chọn chính là chiếc tàu bay khiến cho Clorana bất ngờ vì cô ấy đã thấy tàu bay ở ngoài đời nhưng không ngờ nó được lấy ý tưởng từ ma cụ này. Còn về ủy thác, Ren đã nhận việc trao lòng huyết chảo cho Isaac theo thời hạn để anh ấy có thời gian chăm sóc bệnh cho Clara. Và cậu còn được cho lọ máu Vampire, nhưng khi định uống, Clorana đã cản lại vì theo như lời Clara nói, Ren có thể chết nếu uống thứ này. Tầm 12, Clorana hỏi lý do thật sự Ren muốn trở thành một mạo hiểm giả cấp Mithril là gì, vì đã quen biết rất lâu nhưng mà cô vẫn chưa biết được lý do vì sao cậu lại cố gắng để thăng cấp lên Mithril như vậy. Ren kể lại câu chuyện rằng mình sinh ra ở làng Hatara, cha cậu là người được giao nhiệm vụ đi mua hàng hóa bên ngoài đem về làng. Khi 5 tuổi, Ren lần đầu ra khỏi làng cùng cha mẹ và người bạn thuở nhỏ Jinlin. Cô ấy rất thích khám phá bên ngoài và muốn thấy được nhiều thứ thú vị. Ước mơ của cô là trở thành mạo hiểm giả để bảo vệ cho Ren. Nhưng không may trong chuyến đi này, gia đình cậu lại bị một con ma vật tấn công khiến bố mẹ Ren bỏ mạng. Bà đã kêu cậu và Jinlin nhanh chạy khỏi đây đi. Khi cả hai chạy đi thì đã nghĩ thoát rồi, bỗng con quái vật xuất hiện. Nó nhảy vào tấn công Ren, nhưng Jinlin đã đỡ đòn giùm và hy sinh khiến cho cậu rơi nước mắt. Một mạo hiểm giả xuất hiện bảo vệ cậu kịp thời và đánh bại quái vật, rồi đưa cậu và di hài mọi người về làng. Ren muốn tiếp tục ước mơ của Jinlin và giúp đỡ người khó khăn. Để trở thành một mạo hiểm giả mạnh giống như là anh ấy, cậu cần phải cố gắng nhiều hơn. Khi nào trở thành mạo hiểm giả thì nhớ đến gặp ổng. Vị mạo hiểm giả đó tên là Wilfried Clocker, một mạo hiểm giả cấp Mithril. Đó cũng là lý do Ren luôn cố gắng để trở thành một mạo hiểm giả cấp Mithril. Nhưng 10 năm ở làng, 10 năm ở Mars, thằng giả chỉ mới đạt được cấp đồng. Ren định uống lọ máu để tiến hóa thực thể và kêu Clorana rằng nếu mà mình có nổi điên thì nhớ ngăn lại. Khi uống xong lọ máu Vampire, cơ thể cậu trở nên đau đớn và ngất đi.
Sáng hôm sau, Clover đang rèn một thanh kiếm cho Ren vì cậu ta đang trở nên mạnh hơn nên là phải cần có vũ khí xịn hơn. Rồi, Clara với Rina đã trở thành một tổ đội. Họ đang kiếm nhiệm vụ để làm và Sela nói với họ rằng nếu có gặp khó khăn quá thì nên bỏ chạy vì ai ở đây cũng chỉ có một mạng. Ren tỉnh dậy sau khi uống máu, cơ thể của cậu ta đã thay đổi rất nhiều. Clorena đã kiểm tra cơ thể và hiện tại nó rất giống với Vampire, có cánh nhưng mà có thể biến nhỏ lại được. Trong mắt của nó màu đỏ giống với Vampire nhưng mà con người cũng có trong mắt đỏ khiến cho cậu càng ngày càng giống con người hơn. Clorena chào mừng Ren trở lại với cuộc sống. Ren, Vanna. Hiện tại season 1 của phim đã kết thúc với cái kết bỏ ngỡ nhiều thứ. Hy vọng là tác giả sẽ cho chúng ta lời giải đáp trong season 2. Và season 2 cũng chưa có thông tin chính xác là khi nào ra mắt, nên là hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video lần này của tụi mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video mới.